hồi đó chú gặp cô lúc đó bao nhiêu tuổi chú còn nhớ không ạ? Nhớ nhớ, thời gian trôi nhanh quá. Nếu mà nhớ lại cũng như là mới ngày hôm qua. Bà của chú á, là một võ sư, cũng là một thầy thuốc đông y. Từ nhỏ là chú đã theo ba học về nghề y và nghề võ. Dạ. Hồi xưa thì cũng cùng với ba đi bán thuốc các nơi. Nhưng mà cái thuốc đó là thuốc gia truyền. Còn chú thì suy nghĩ làm thêm một cái loại gọi là xà bông thuốc. Cái đó là sát trùng ngoài da. Dạ. Nhưng mà nếu muốn làm xà bông thuốc là phải biết nấu xà bông. Cho nên phải tìm cái nơi nào mà có thể dạy mình làm xà bông. Cũng gọi là may mắn được một người bà con giới thiệu một cái nơi này. Nhưng mà cái nhà đó không có phải là hãng xưởng xà bông, là một cái nhà ở thôi. Mà cái đặc biệt á, cái nhà đó chỉ có một ông bác. Cái ông bác năm đó là trên 70 tuổi rồi. Ông bác này á, lại có một cô con gái là con nuôi. Là cô bây giờ đó. Con nuôi của người dạy bán xà bông, làm xà bông. Đúng rồi. Lúc cô có 16 tuổi á. Dạ. Lần đầu tiên thì cô cũng gặp chú á, vừa lại học xà bông. Cô nhìn chú á, thấy mặt hiền quá. Hiền quá rồi dòm kỹ, thấy cũng bảnh trai, cũng đẹp trai nha. Thấy cũng hơi mến mến là sao á. Lúc đó chú mến chưa chú? Chưa, chưa. Không có để ý gì hết. Nhưng mà nhìn vô cô này thấy dễ thương. Thứ nhất á, là có cặp mắt đo. Thứ hai nữa cười á, có hai cái má lúng đồng tiền. Rất là thích cười. Chỉ như vậy thôi. Vậy thôi. Chưa không có để ý gì hết á. Lúc đó để ý xà bông không à? Để ý xà bông thôi. Nấu như thế nào, nguyên liệu gì, khuấy như thế nào, tập trung. Tại ảnh có liếc hoài à, ảnh vừa quậy xà bông vừa liếc hoài à. Có cứ liếc cô hoài à, vừa quậy thì vừa có mặt vừa liếc, vừa quậy vừa liếc. Có liếc mà. Có để ý hoài à chú Quỳnh Linh ơi. Để ý thì có, nhưng mà liếc như vậy thì không có. Đang khuấy xà bông liếc cái nó văng vô lâu, sao? Lâu anh liếc, lâu anh liếc. À, có liếc thấy chưa? Rồi. Có mà. Nói gì? Bị lộ rồi đó. Không phải là chú lộ. Lộ cô đó, cô chắc nhìn chú hoài. À, mới biết là chú liếc. Thực sự là không có liếc. Vậy là bà liếc cơ. Bởi vì nè, thấy không? Tới học, gặp, tiếp xúc cũng không có nói nhiều. Có một cái hay, một cái mà chú thích cô này nữa là tại vì hồi xưa chú học về bên ba, các cái môn võ thuật biểu diễn đi nơi nơi nào cũng nhiều người thích lắm. Nhưng mà riêng cô này hoàn toàn không biết chú là ai, làm cái gì mà lợi thích chú. À, chú cảm thấy quý đó. Cho nên chú muốn thử coi. À, lúc đầu á thì lấy một cái khăn xếp da thành một con chuột không có chân đâu. Có cái đầu, có cái đuôi, mình giả bộ. À, nè, thấy không? Nè, con chuột nè. À, giả bộ nhảy. Ôi, cười quá trời. Muốn học không? Muốn học không? Lúc đó nó muốn dễ rồi, lời đúng rồi đó, học rồi nè, dạy nè, nè lấy gì rồi nè, có tiếp xúc tay đúng rồi, trời ơi tặng cho nó dễ quá trời, chiến lược rồi, chiến lược. Còn một cái nữa có thể tiếp cận nữa, cái đó dễ thôi, cái đó không phải là ảo thuật, cái đó là trộn khéo đài, là lấy ba cộng dây, dây dài, dây ngắn, dây trung bình, lát nữa thổi một cái nó bằng nhau hết. À, làm cho cô này coi. À, cười nữa, cười nữa, học nữa. Đây chú có mang lên nè, chú làm thử coi chú. Có mang được. Rồi. Dạ. Uống quên rồi. Ở sợi dây. À? Sợi dây. Quên rồi. Dạ. Quên rồi. Ở đây nè. Thấy chưa, già vẫn có cái chiêu đó. Vẫn có cái chiêu. Phải dụ hoài, tới già cũng phải dụ. Nhưng mà lúc đó đâu phải ngồi xa như vậy đâu. Một cái ghế salon ngồi cũng hơi gần rồi. Nhưng mà hồi xưa cũng lễ phép lắm á. Đâu phải lời gần làm bậy bạ không được. Mà đánh của chú là không thích. Không thích mà chọc ghẹo này kia. Chú nói đàng hoàng. Còn như nhớ lời ôn lại cái hồi xưa ha. À. Cái này mấy sợi dây? Ba sợi. Cái nào dài nhất? Cái này dài nhất. Ngắn nhất. Ngắn nhất trong bên. Đây. Rồi. Nào bây giờ coi nhá. Coi kỹ ha. Ở trên này nó bằng, ở dưới thì nó không có bằng ha. Rồi chỉ cần là xếp lên thôi. Bỏ cái đầu nó lên ha. 1 nè. 2 3 Đây như vậy thôi. Thấy chưa, nó vẫn không bằng ha. Hỏi vô cái. Ê, nước miếng không à.
Đó, 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 bằng chưa? Đó, bằng nhau rồi. Ủa, đó, sẽ bằng nhau rồi nè. Nè, rút ra nè. Nè, một cộng nè. Nè, rút ra nữa nè. Hai cộng nè. Rút ra nữa, ba cộng nè. Muốn học. Muốn ha. Rồi, rồi, muốn học. Rồi, đưa cái đai đi cầm nè. Đây, muốn học á. Bây giờ bằng nhau rồi ha. Lấy cộng này, bỏ lên. Một, hai, ba. Sao bữa nay làm cái đai hơi hùng dung á. Rồi, bằng nhau chưa? Bằng nhau. Năm ba đầu dây này. Đừng có mạnh quá ha. Một, hai, ba, vũ lắm. Trời ơi, hay quá. Đó, vậy đó ha. Ôi, tới bây giờ thì cô có biết được cái chiêu này chưa? Chưa đó, cô chưa có học được cái này. Cô không chỉ có được cho chị quên hoài à. Chỉ hoài mà cô quên hoài à. Nhưng mà cái này dụ con gái được. Mấy em nhớ học chiêu này nha. Chiều này dụ gái cũng hay lắm á. Mà bởi vì cô không biết chú làm cái gì mà cô lại thương chú mà chú lại thích. Mà dạ, không biết chú làm nghề gì. Không biết, cô biết luôn. Chưa có quen thân. Chưa thân là cũng không biết làm nghề gì. Có bữa tình cờ đi với ba nuôi á, đi mua đồ về á, à, cái gặp ảnh á đường 416. Rồi ảnh đang diễn xiếc, mình cũng dòm thấy ảnh, rồi ảnh cũng dòm ra. Ảnh cũng dòm thấy mình gái à. Rồi mình đạp xe đạp mình đi rồi đó chú Quyền Linh. Ảnh thì đang quay cái dĩa đó. Nghe nó không bao lâu cái dĩa bị vớt xuống cái mũi đó, bị tét mũi. Chắc me chắc dòm cô. Nói sai đồ lung. Đó. Sao biết đó? Lúc đó ba nuôi chở dắt đi, tình cờ gặp, gặp biểu diễn đại đó. Giờ có ngưng nó coi không? Coi chút xíu. Coi chút xíu chứ đâu phải gì. Sao vậy chú? Sao cái đó chú? Không phải là do thấy cô mà chú lại rớt cái dĩa. Lại nó xui. Bởi vì hồi đó cái dĩa, cái dĩa bằng xanh á, chú hắt lên một cái lấy cái hưởng lợi. Quay buông tay này kia. Hôm đó tại sao cứ vừa hắt lên cái vừa hứng vô cái nó tét ra. Tại vì ông con dọn thấy con trước này đó phải không? Nhìn nhớ con cái này bể là bể chứ đâu phải là nhìn nó bể. Trời ơi, nói bởi vì tự nhiên nó bể. Tự nhiên nó bể. Người ta không có dòm nha. Làm sao mà tự nhiên được. Không sống được. Anh đang dòm thấy em. Dòm thấy em rồi à, lúc mà em chạy xe đạp đi rồi. Lúc đó thấy anh thảy cái dĩa đó. Tôi còn né qua phía sau tôi dòm anh nữa. Rồi lúc đó anh bị rớt cái dĩa. Nghe đó la lên. Có thể là do nhìn cô xong cái cây nó phân tâm. Cái cây nó rớt không đúng cái điểm tâm của dĩa, nó rớt cái mé cái dĩa, thì ra cái dĩa nó bể. Đó, đúng rồi đó, thì không biết đúng rồi đó, là thấy cô đạp xe đi nữa cứ ngó đúng theo cái nữa. Rồi cái dĩa nó rơi sai cái điểm nó mới bể. Ở chú mắc cỡ không dám nhìn. Đó. Do nhìn gái mà bị thương. Đó. Coi như gì người đẹp đi chú. Rồi bữa sau lỗ mũi có bị gì không? Có chứ, nè có cái thẹo đó. Trời ơi. Vẫn còn mấy đó. Mấy chục năm vẫn còn vẫn đó. Còn. Vậy là bữa đó nặng lắm á hả? Nặng chưa, phải có đi bự lắm đó, phải đi nhà lắm. Thương chợ rẫy mai lại. Mai lại nó chảy máu quá trời, nó tét da luôn. Vậy thì mình mới biết cái sự nguy hiểm của người đẹp như thế nào. Người đẹp có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Trời ơi, người đẹp có thể nghiêng nước nghiêng thành mà. Người đẹp. Rồi, nói sao cũng được, cuối cùng cũng qua rồi. Cuối cùng cũng qua rồi. Cuối cùng thì cũng có vết sẹo tình yêu. Lúc đó cô 16 tuổi, còn chú thì 26 tuổi. Cái tuổi đó chênh lệch nó hơi xa. 10 tuổi cho nên không có dám mà ngỏ lời để công khai. Không có ai biết nữa, ba nuôi cũng không cho biết. Bên gia đình của cô càng không biết nữa. Không biết là hai người đang quen nhau. Trong đi chơi hoài. Đi học có ảnh cũng chủ đi chơi nữa, làm cho nghỉ học luôn. Ủa gì đó hả? Là cô? Cô đi chơi với người yêu. Không phải người yêu, chưa dám công khai người chưa yêu. Chưa luôn. Chưa anh, dám. Ảnh lại trong cái trường á, ảnh chờ ngay cái trường lúc mà mình đi vô học á, thì cũng sắp cặp táp đi, mà không có vô. Chờ cặp táp đi chơi luôn, đi coi phim á. Nhớ lộn rồi. Đi Nguyễn Huệ chụp tấm hình, tấm hình đó là gọi là mối tình đầu đó. Có ôm không? Có ôm không? Không có dám ôm, mất cỡ luôn á, không dám nhìn ai luôn á. Vậy là lúc đó chưa có gọi là nụ hôn đầu tiên luôn hả? Chưa nắm tay luôn mà. Nắm rồi, chưa nắm, đâu. Nắm tay rồi tiếp. Nắm đó là nắm lúc tay lúc, thôi. Lúc đó là lúc dài rồi lợi dụng thôi. Ê, không phải lợi dụng, cái đó là tình nguyện. Lợi dụng cái gì? Tình nguyện mình dài mình phải nắm tay như thế nào chứ. Chứ không nắm tay thì sao mà biết làm. Đúng rồi. Quen thân rồi, ba mẹ
như là chấp nhận hai người được hẹn hò, lúc đó mới dám đi coi cine. Mày lúc đó mày bao lâu rồi, mấy tháng rồi mới được? À, cả năm á. Cả năm mới hả? Cả năm đó. Anh em với ba má là mới đầu cái thầy không chấp nhận. À. Nói ảnh lớn quá. Thương đó. Bây giờ con thương không chịu. Đã thương rồi không có tuổi tác gì đây hết trơn á. Tại mẹ chú mà. À, sau này mới là được con khai đi chơi. Đi bằng cái gì? Đi bằng xe đạp. À, xe đạp mini. Xe đạp mini hồi đó cũng là đắt tiền lắm á. Một tuần lễ chỉ cho có hai ngày, hai đêm thôi. Nhưng mà phải trước 9 giờ về tới nhà. Đi vòng vòng một hai vòng thôi, mỏi chân quá trời. Mỏi chân quá trời. Ăn cái gì không? Ăn chè ba màu. Nhưng mà ăn rồi á, không có quên mua hai bịch để cho nào về đưa cho ba má để lấy lòng chứ. Chứ không hay chiến lược lắm. Rồi bây giờ sau khi đám cưới thì nó cuộc sống như thế nào hả cô chú? Sau khi đám cưới á thì cũng không có khó khăn lắm. Bởi vì chú bình thường á là đi với ba đi bán thuốc, rồi á bây giờ thêm một cái nghề nấu xà bông nữa, mình lại làm thêm cái đó để thu nhập nó cũng hơi khá. Ba đứa con lúc đó còn nhỏ lắm á, Mỹ Phụng sinh năm 82, sanh quốc cơ 84, tới năm 89 á mới sanh quốc nghiệp. Nhưng mà không ngờ tới năm 91 cô Bảy phát bệnh, phát cái bệnh tim, bị hở van hai lá, bị nhiễm trùng máu vào tim. Trời ơi. Uống thuốc thôi, cầm chừng thôi. Nhưng mà thấy ngày càng nó nặng, thấy nó mệt. Đi khám nữa bác sĩ nói chỉ có giải phẫu cái van thôi mới có thể duy trì được cái tim nó hoạt động tốt. Nhưng mà lúc đó khó khăn lắm. Tiền đâu mà ấy, nuôi ba đứa con là đã khó khăn rồi, bây giờ thêm thuốc men này kia. Tới năm 94 là bắt đầu nặng rồi. Lúc đó là đã suy tim độ 4 rồi. Độ 3 đó, nhất là nói bị nhiễm trùng máu á, một ngày phải tiêm đến 8 mũi thuốc. Có cái là 8 mũi thuốc á, lúc đó là một chỉ vàng. Chỉ vàng một đêm 8 mũi thuốc. Coi như là gia đình, trong gia đình tất cả bán hết, còn dư lại mũi Semolet đi rồi. Giờ nhìn vô ba đứa con, lúc đó còn nhỏ lắm á, mỗi lần thấy cô mệt, thấy ba đứa con á ăn cơm mà ăn cơm gọi là đạm bạc thôi. Bởi vì tiền bạc này kia thì không có được nhiều, một mình chú làm thôi à, chứ đâu có ai phụ hết. Thiệt tình là chú đau lắm. Đau nhất á là sợ mất, mất cô, tức là ba đứa con sẽ mất mẹ. Cho nên nhiều khi tối chú ngủ khó ngủ lắm. À, tội nghiệp quốc nghiệp lắm cô Lan. Lúc mà quốc nghiệp là 17 tháng còn đang bú mẹ, rồi phải bắt buộc thôi bú. Mỗi lần ba đi vô bệnh viện đi thăm cô là khóc, ụp vô cái tường khóc. Quốc nghiệp ụp vô cái tường khóc, thấy tội. Phụng lúc mới có 8, 9 tuổi. Ở nhà thì lo hai ba đứa em vậy, nấu cơm rồi đi chợ cái gì cũng mình tự làm hết. Khi nào xuất viện gia hay mà về đó, trời ơi, mấy đứa con mừng lắm. Mà xuất viện đâu phải là hết đâu, cũng như về một thời gian coi thế nào. À, nghiệp lúc đó hình như là tới mười mấy tháng à, 17 tháng à. Con Út thì thương lắm ha, là cứ ôm cô ngủ. À. Tội lắm, thấy quốc nghiệp. Rồi chú thấy cái cảnh này thầm nghĩ, không biết ngày nào á thì không còn ôm má nó ngủ, lúc đó thì thế nào. Thực sự là lúc đó chú khóc trong không nước mắt luôn, khóc thầm mà chú không muốn biểu lộ cho thấy mà chú chảy nước mắt. Nằm 2 tháng trời nằm trong bệnh viện, từ 50 kg bệnh còn có 32 kg. Con khỉ thì sao là mình giống y hệt con khỉ. Tại vì hở van hai lá là thở không nổi, mặt mày là hốt hết trơn. Một ngày chỉ có ăn có 2 muỗng cơm, tại chích thuốc nhiều quá đó. Mỗi lần chích thì mỗi lần khóc đau, mỗi lần chích ảnh cứ gán đi ảnh cứ kêu gán khóc luôn. Là lúc đó chỉ có chú chăm sóc cô thôi. Dạ. Vừa đi làm ngoài vừa ba đứa con rồi vừa chăm sóc cô trong bệnh viện. Cũng còn bà nội, lúc đó còn bà nội ở nhà với Mỹ Phụng coi giùm mấy đứa nhỏ. 94 rồi bắt đầu á những team thành lập, có cái hội từ thiện trợ giúp cho những người mà bị bệnh tim mà không có khả năng.
Lúc đó chú đã giỏi, được cứu rồi đó. À, trợ giúp hoàn toàn miễn phí. Trời ơi, con nghe tới đó cái con nhẹ lòng ghê luôn. Trải qua một cái thời kỳ nó kinh khủng hả chú hả? Cũng chưa nữa. Chưa nữa hả? Chưa nữa. Tại vì mình không có đủ điều kiện thay cái van. Sửa cái van rồi. Sửa lại thôi, không sửa thôi dạ. Mà phải có thời hạn 10 năm. Một tháng đi khám một lần, bác sĩ nói là con mà không thay lại cái van nó có thể thì lúc nào chết không hay. 2004 là đủ 10 năm. Lúc đó là bắt kéo đầu dài tới 10 năm mới mổ lại nữa. Đi khám mới sửa thay cái van lại. Đi khám lúc đó để có khả năng rồi. Lúc đó mình không cần phải trợ giúp của bên nào. Lúc đó thay cái van. Bắt đầu giờ bắt đầu lo cho rồi, mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con bắt đầu nó lớn rồi. Lớn lên. Từ từ nó lớn rồi. Và càng như vậy chú càng phải cho nó tập luyện để cho nó có cái tương lai. Ở đó công nghiệp là chú dạy siết hay là đưa vô đoàn siết? Tức là vậy nè, lúc đầu thì chú được truyền lại từ ba và tới trường chú truyền lại cho mấy đứa con. Thì mình không có nghĩ là mai mốt nó sẽ làm siết hay là làm một cái nghề đó, chỉ cho nó khỏe thôi. Mình biết như thế nào phải dạy con, cho nên tập nó sọt nè, dẻo lưng nè, múa giỏ nè. Nhưng mà nó có năng khiếu. Giờ tới năm 95 cho nó đi Nguyễn Du tập thể dục nhào lộn. À, cái đó là chuyên nghiệp đó. Đi thi gọi là hội khỏe phụ động toàn thành đạt giải nhất. Tới chừng sau đó mới trong đoàn xiếc thấy trong xóm cũng có một cái anh, một hai vợ chồng là ca sĩ, nhạc sĩ. Thấy vậy mới nói thôi, bây giờ anh cho hai đứa nó vô đoàn xiếc đi. À, nó có năng khiếu như vậy đó. Chứ thường thường á, những người mà học viên về nghề siếc á, vô trong đó chỉ tập nhào lộn thôi, ít nhất cũng phải 2 năm. Nó chỉ tập có 6 tháng thôi là nó thành một cái tiết mục được rồi, gọi là cầu bật, có năng khiếu. Cuối cùng thì không ai ngờ trở thành hai hoàng tử siếc nổi tiếng cả thế giới luôn nha. Cái đó là do cái sự cố gắng của hai đứa may mắn. Chú, nhưng mà lúc đó là chú dạy hai anh á, là có khó không chú? Chú có nghiêm khó lắm với hai anh không? Nghiêm khắc lắm. Tại vì mình gia đình khó khăn, mình có một cái ý tưởng làm sao để cho thoát được cái hoàn cảnh khó khăn là chỉ có giỏi, mình đâu có rành mấy cái nghề khác thôi. Bởi vì mình chỉ là biết cái nghề đi biểu diễn à. Cho nên chú mình thấy chỉ có con đường này, nghệ thuật này mới phát triển cái nghề của mình à. Trước cái thành công rất là khó, nghiêm khắc. Ba đứa dẻo lưng, đập sọt, không được nói chơi, không được giỡn. Nếu mà giỡn một cái phạt, phải làm thêm nhiều lần nữa. Đặc biệt á, chú biết mà, không cho nó mệt. Nếu mà nó mệt một cái, làm thêm nhiều lần nữa, phạt tụi nó. Trước khi phạt nó, chú phải tự phạt mình trước, làm cái gương cho nó coi. Còn sai rồi, làm nhiều lần, chú phải phạt. Căng lắm, thấy chú dạy con căng quá. À. Cô có khi nào trong những cái lần mà chú biểu diễn mà nó rơi vào những cái trường hợp mà nó nguy hiểm, rồi cái chú cũng dạy con những cái môn nguy hiểm như vậy, cô có xót không? Cô có phản đối không? Xót, có phản đối cũng nói chú đó, anh cho tập quá, nó mệt quá, tập không có nổi đâu, phải cho nó nghỉ hoặc là nửa tiếng rồi tập lại, cứ liên tiếp mệt quá làm sao tập nổi. Chú có vẻ gia trưởng đó cô. Gia trưởng đúng không cô? Đúng. Cô có bao giờ mâu thuẫn với chú về điều đó không? Có. Có lúc nào mà cô gọi là chịu đừng không nổi, cô bung lên luôn không? Bung lên luôn. Nhiều khi bỏ về má luôn á, bỏ về má mấy ngày luôn. Má nói không về không được nha, đi về nhà đi, không có chứa con ở đây đâu. Khó thật chịu. Thật ra tính của chú đó là rất là gia trưởng á. Gia trưởng luôn á. Chú đã quyết là không ai có gì thay đổi hết. Không có đâu. Cô chịu nói cũng có lúc cũng chịu chứ. Cô tại vì nói không cho. Có gì cái vũ khí là nước mắt. Vũ khí của cô là nước mắt. Mà cô cũng cứng lắm nha, cứng đầu lắm. Cũng phải cãi lại, không cãi không được. Có lần cô cãi còn đập điện thoại bể luôn. Gì đó hả? Còn nóng lên. Mới đây nè, anh có nhớ không? Mới đây luôn hả? Mới đây nè. À. Nhưng mà cô đập bể không? Anh lấy cái chân anh đỡ. Thì bởi vì hay là vậy đó. Vừa dùng cái chút đỡ một cái. Bởi có vỏ lợi hại, đỡ hư đồ. Hồi xưa thực sự là chú là gia trưởng. Bởi vì tất cả cái gia đình là mình phụ trách hết. Từ một thiếu nữ chưa biết cái gì hết mà chú cua được, chinh phục được một cái trái tim của một thiếu nữ. Tới bây giờ mấy chục năm rồi, cái nào cũng là
dò ý của chú. Tuy là cũng gia trưởng nhưng mà gia trưởng cho đúng. Tại gia trưởng mới có tiền. Không phải có tiền, nó nói tiền hoài. Mới cho ba đứa con nó giỏi được. Nó giỏi là do cái gia trưởng, cái kỷ luật sắt của mình. Để giữ được mối tình đến ngày hôm nay chú 70 tuổi thì thật ra cô cũng là người chịu đựng rất nhiều. Và chú cũng là người gọi là chủ gia đình đó, làm đủ mọi thứ để vượt qua những dông bão trong cuộc sống rồi. Bây giờ có ba người con. Bởi vì không chỉ có gia đình hạnh phúc mà có cả lẫn cái nghề, cả danh vọng, địa vị trong xã hội nữa. Chú thật là tự hào về điều đó, cô cũng vậy. Đặc biệt bây giờ có hai đứa cháu nội, thậm chí cháu ngoại nữa. Dạ. Bây giờ tụi nó hay lắm, quýt lắm. Không biết nó tới chưa? Có, tới rồi đó. Bây giờ thì xin mời gia đình của cơ quốc nghiệp. Oh, quá dữ luôn, vô luôn, vô luôn nào. Chào chú đi. Chào em. Hello. Giờ để chúc mừng năm mới. Vô luôn. Ông ai ôm ông nội? Không có ai ôm hết. Ông nội đấy. Ông nội đi chứ. Ba mẹ đã kể cái quá trình yêu đương trải qua bao nhiêu sóng gió, chắc là cơ nghiệp và biết cái những cái khó khăn của ba mẹ chắc kể hết rồi đúng không? Cũng nghe ba mẹ kể sơ sơ thôi, cũng không có thật sự là hiểu những năm tháng đó ba mẹ đã trải qua cái gì. Quốc nghiệp thiếu sữa đó, úp mặt vô tường khóc hoài lắm. Có hả? Có. Thiếu sữa sao nhớ được à? Đó. Chở ba đi bệnh viện đó, con uống mặt vô tường. Uống nước gạo á, nhớ không? Uống nước gạo. Uống nước gạo giờ sao khỏe vô trời. Em là trường hợp đặc biệt, có nghĩa là ba má đã định cho cái đó quay rồi đó, nhưng mà cuối cùng mạnh quá cho nên xuất hiện ở trên cuộc đời này để làm việc với lại ông kia để mà lấy những cái bằng của thế giới. Lúc đó tại gia đình khó khăn quá đúng không? Như là mẹ bị bệnh tim nữa. Dạ. Thành ra lúc đó đúng ra là sinh ra em là một cái gọi là cũng sự nguy hiểm luôn. Dạ. Không chỉ có nguy hiểm cho mẹ mà nguy hiểm cho em luôn đó. Dạ. Mà hồi đó là bị bẩm sinh tim rồi, bị bẩm sinh tim rồi. Bẩm sinh rồi. Thật ra tại đó không đi khám thôi chứ lúc đó nếu mà đi khám mà bị tim nặng quá thì bác sĩ cũng sẽ không bao giờ cho sanh luôn. Đúng rồi. Nhưng mà em may mắn có nghĩa là khi mà có phải ba má sinh con ra là lên luôn đúng không? Phất lên luôn. Lên đâu? Khổ muốn chết. Thấy là sinh ra hả? Sinh ông ra khổ muốn chết luôn vậy đó. Rồi sau đó người mới đỡ đó. Em nhớ là có căn nhà, mua được căn nhà nhỏ. Thấy không? Mua được nhà. Chưa sinh con mà. Chưa mua sanh nhà con mới sinh con. Vậy là xong rồi bán nhà luôn cũng tài con á. Sanh ông ra là bán nhà đó ông. Hai anh chỉ biết về cái khó khăn của ba mẹ thôi, nhưng mà hai anh chưa được nghe về câu chuyện tình yêu của ba mẹ tuyệt vời lắm. Một câu chuyện tình yêu phải nói là tuyệt vời vô cùng. Và ở đây là Quyền Linh với lại Ngọc Lan là được may mắn nghe kể trước rồi. Hai anh muốn biết cái câu chuyện tình yêu của ba mẹ như thế nào thì xin mời xem lại chương trình Tình Trăm Năm. Biết hồi nhỏ em chỉ nhớ là em ít có khi nào mà được gần gũi và chơi với ba lắm. Lúc đó em cũng cảm thấy không có được vui lắm, bởi vì em thấy những người bạn của em á đều có ba mẹ vẫn đi chơi, nhưng mà em thì hay ở nhà và ba thì lúc nào cũng rất là nghiêm khắc. Thì hồi nhỏ thì mình có vẻ mình thấy mình không có đầy đủ, nhưng mà khi lớn lên á, cái sự nghiêm khắc của ba em á càng lúc nó càng giảm đi. Đặc biệt là lúc mà em khoảng 10, 14 tuổi, cái thời điểm mà em bắt đầu dậy thì á, thì em bắt đầu quậy, nhưng mà em không có quậy. Nhưng mà ba em rất là nới lỏng cho em, bởi vì ba rất là tin tưởng em, không biết tại sao. Ba có thể cho em ngủ qua đêm ở nhà bạn, nhưng mà ở thời điểm đó anh Cơ là không được nha. Đó, anh Cơ quậy hơn em à. Vậy là em quá may mắn. Thì đó. Em nói là hả, em đi xe đạp ba em cũng phải biết là em đi đâu á. Có em nhớ là lúc mà em đã đủ tuổi chạy xe máy rồi, thì ba em kiểm tra cái cây số của em, là em nói em nhớ em tới nhà cái bạn đó thì từ đây tới đó bao nhiêu cây, chạy lố 100m là về là xử tội liền á anh. Dạ. Hèn chi nãy mẹ nói ba khó lắm. Em tháo container luôn anh. Trời đi chơi xong về gắn vô lại. Tôi cũng bị kiểm tra y chang vậy luôn, tôi tháo luôn. Mẹ em là con trai. Đi chiếc xe 82 á, vậy đi chiếc xe 82 á con ha. Bây giờ cũng nhiều khi cũng ít về nhà với ba má, tại cũng bận việc nhiều và phải tập luyện và biểu diễn. Rất là muốn về nhà để được ăn một cái bữa ăn, nhưng mà cũng khó sắp xếp lắm, tại vì kẹt hai đứa nhỏ này đúng không, bây giờ nó rất là khó khăn trong cái việc gia đình. Và có thể nói chuyện với nhau đó là một cái giây phút rất là hiếm trong cái thời buổi như thế này, để có được cái thời gian đó để có thể ngồi chung tất cả mọi người, thực sự là có thể nói rất khó quá ha. Dạ, nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng
cố gắng làm sao để làm cho ba mẹ có thể hạnh phúc nhất có thể. Thậm chí là bạn này là con của anh Cơ mà. Lâu lắm rồi em mới được gặp. Đấy. Nhưng mà mỗi lần gặp một cái là khẳng khích nhau giống như là chưa bao giờ được gặp gì đó. Không, thật ra là ba mẹ đã cố gắng hết sức mình để chăm sóc tụi em. Và đến ngày hôm nay tụi em cũng đã đem tự hào về cho gia đình. Không chỉ có đem tự hào về gia đình mà đem tự hào về cho đất nước Việt Nam nữa. Những cái sự cống hiến của tụi em á, nó thật sự là rất là quý. Người Việt Nam chúng ta không bao giờ quên những khoảnh khắc đó với quốc cơ quốc nghiệp cả. Hai anh em quyết định là phải lên đây làm cái chương trình này với lại ba má. Bởi vì cái này nó sẽ để cho một cái tương lai rất là dài và xa. Để sau này mình có cơ hội và có dịp để mà mình xem lại. Và em biết là cái này sẽ là những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Hình ảnh này nó sẽ mãi mãi luôn, con cháu sau này sẽ coi lại. Nó nhớ một ngày nào đó, ông bà, cha mẹ, con cháu gặp nhau tại đây. Đó, cho nên là hôm nay mặc dù là thực sự là để có được cái buổi ngày hôm nay thì tụi em cũng đã phải sắp xếp từ rất là lâu á. Các bạn phải đi học về ăn uống rồi mới tắm rửa rồi mới lên được đây á. Hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ luôn luôn sum họp như thế này, luôn sum vầy như thế này, với rất nhiều nụ cười để xóa đi tất cả những cái ký ức mà nó không được đẹp lắm. Nó quá khó khăn luôn. Anh nghĩ rằng hãy bù đắp cho ba mẹ. Hôm nay thì cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu, đặc biệt là quốc cơ quốc nghiệp quá nhiều cái thời gian để luyện tập, nhưng mà đã dành thời gian đến đây với chương trình. Hôm nay thì chắc chắn sẽ có một tiết mục biểu diễn nha. Chắc chắn là phải có rồi. Wow. Trời ơi, thương quá. Giữ tay đi con, giữ tay cho anh hai đi. Rồi, có một tay con nè. Chắc mũi chân đâu. Chắc nào không đâu. Đúng, chắc chứ. Ừ. Rồi. Hay quá. Rồi, để tới ông nội nè. Coi ông nội biểu diễn nha. Tuyệt vời, cảm ơn gia đình rất là nhiều.